Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Chúa Giêsu lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ ập xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Rồi Chúa nói với họ dụ ngôn sau đây: có một người trồng một cây vả trong vườn nho của mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kìa, đã 3 năm ta đến tìm quả ở cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân. May ra nó có quả năm tới không, bằng không ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay bình thường tất cả mọi nơi trên thế giới mọi người, Đức Giáo Hoàng cũng đọc. Năm nay gọi là năm C nên giống nhau hết. Nhưng đối với đất nước Việt Nam của chúng ta, khi tôi soạn bài tin mừng hôm nay thì tôi thấy nó lại mang tính rất thời sự. Ai anh chị em trong mấy ngày qua nghe cái câu chuyện về chùa Ba Vàng ở Uông Bí, Quảng Ninh, giơ tay tôi xem thế nào. Ôi giời ơi, cả nhà thờ giơ tay. Anh chị em biết cái chuyện gì xảy ra ở cái chùa Ba Vàng Uông Bí ở Quảng Ninh mấy ngày nay? Và bây giờ thủ tướng phải chỉ định vào cái chuyện đó. Anh chị em biết cái chuyện gì không? Ai không biết thì tôi nói cho nghe nè. Là có cái chuyện là cái này, ở cái chùa Ba Vàng Uông Bí đó, thế thì có một cái bà tên là bà Phạm Thị Yến, là một Phật tử. Với lại có một cái ông đại đức là trụ trì ở cái chùa đấy, có 2 người thôi. Họ lôi kéo cả hàng ngàn ngàn người từ Hà Nội và rất nhiều tỉnh thành ở ngoài Bắc kéo đến cái chùa ở Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tức là ra ở mãi Quảng Ninh, xa lắm. Có người đi cả hàng mấy trăm cây số đến cái chỗ đó để làm cái gì? Để làm cái chuyện này. Không biết là cái bà này, bà Phạm Thị Yến này là một Phật tử thôi, không có phải là cái gì, cũng giống như anh chị em là giáo dân thôi. Bà ta có hợp lực gì đó. Bà ta giải thích thế này: là bây giờ ai ốm đau bệnh tật, hay là gia đình có các chuyện nọ chuyện kia lung ta lung tung mà bây giờ thấy mình giải quyết không được, thì bà ta giải thích thế này: là vong hồn nó đeo đuổi, nó bám cái người đấy. Vậy đến bà ấy, bà làm cách giải vong cho. Thế thì bà ấy giải thích cái câu chuyện mới thời sự, là có cái cô gái đi giao gà ở Điện Biên Phủ á. Anh chị em có nghe cái cô gái đi giao gà hồi 30 Tết đâu? Cô gái đi giao gà ở 30 Tết bị mấy cái thằng nó hiếp dâm, nó hiếp cô ấy 4-5 ngày, cho đến mùng 5 Tết cô ấy rã rượi rồi thì nó bóp cổ cho cô ấy chết. Mà cái chuyện này nó tày trời cả cái nước Việt Nam này. Cái bà này, bà ấy đem ra ở cái chùa Ba Vàng đó, bà đem giải thích cái câu chuyện này. Bà nói: này, cái cô này này, cái cô bé đó 21 tuổi đó, đi giao gà,
đi giao gà bị người ta coi là hiếp dâm, bóp cổ, làm khổ chết, là bởi vì cái nghiệp, cái cô này đó, cái kiếp trước á, cô làm ác. Bây giờ người ta làm ác lại, ác báo ác. Lạy Chúa tôi, cái nhà mà người ta đã khổ rồi, bây giờ cái bà Yến này bà sát muối vào mặt cả cái nhà kia nữa, rằng là đấy, con bà ngày trước kiếp trước á, nó làm ác, bây giờ ác quả ác báo, bây giờ nó khổ vậy, nó bị ác rồi. Rồi chưa hết, bây giờ nó đụng đến cả và cả cái nước Việt Nam này nữa. Thế bà bảo về này, mấy cái anh bộ đội á, đi ra chiến trận á, bị người ta giết chết, chả phải báo công với báo kiếc gì, chả phải tổ quốc ghi công ghi kiếc gì. Trước đây nó ác, nhớ ra kẻ thù nó bắn nó chết nó đáng phải đi. Lạy Chúa tôi, anh chị em, cả cái nước Việt Nam này ghi ơn những anh lính bảo vệ đất nước. Giờ bà bảo kiếp trước nó vậy, giờ nó bị bắn cho chết nó đáng phải. Bà Phạm Thị Yến om sòm tất cả. Bây giờ thì bên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải lên tiếng rằng là trong giáo hội bên giáo lý nhà Phật có cái chuyện là ác quả ác báo như vậy không? Rồi bây giờ nhiều người nghe tin vậy, bây giờ em ốm quá, em đau quá, chắc là kiếp trước em làm khổ, bây giờ em đi giải oan để em làm sao cho em khỏi bệnh, rồi chỉ lại chỉ kia, rồi thế nào người nào không được thì cúng tiền vào, cúng tiền vào gọi là cúng dường á. Thì theo mấy cái người mà ban trị gọi là ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của quốc gia, là ông, cái ông đó trong 3 năm qua thì ông cứ làm như thế, rồi ông kéo người ta đến được cúng dường, tức là giống tương cúng á, số tiền phải vài trăm tỷ, vài trăm tỷ, và mở thẳng một tài khoản luôn để cho tiền vào đó, ai cúng dường hay là cúng cho tiền vào tài khoản đó cho cái chùa Ba Vàng đó. Tôi muốn nói đến cái vấn đề thời sự đó là cái gì. Bây giờ bên giáo Phật, giáo lý nhà Phật nói là không có giáo lý nào mà nói như vậy cả. Bà này và cái ông thầy đại đức đó, ông thầy mà trụ trì đó giải thích cái gì? Tội, anh chịu hiện nay bây giờ anh chịu khổ, hậu quả là tội của anh, nên anh phải chịu cái khổ quả đó. Trong bài tin mừng hôm nay có hai cái chuyện gọi là nhân tai và thiên tai. Nhân tai là cái gì? Là cái ông quan Philato, ông giết mấy người Do Thái, hòa máu của họ với những vật tế sinh. Thế người ta bảo có phải là tội của người này không? Chúa Giêsu bảo không. Rồi cái tháp Siloe nó đè chết 12 người là thiên tai, cũng giống như là đang động đất vậy, nó đổ xuống. Vậy có phải là tội của người này không? Chúa Giêsu bảo không. Anh chị em nhớ lại một cái câu chuyện nữa, minh nhiên lắm, là cái lúc bấy giờ là có một anh mù từ khi mới sinh. Thế thì mấy các thánh tông đồ bảo tại tội nó hay tội ba má nó mà nó phải mù. Chúa Giêsu nói chả phải tội ai tất cả. Tôi muốn nói với anh chị em là như này, chúng ta phải sửa lại cách nhìn. Và nhiều người trong chúng ta giải thích rằng khi một người, một ai đó gặp sự gian nan khốn khó thì gần như trời phạt. Chúng ta phải sửa lại cách nhìn đó. Không, Chúa không có phạt như vậy đâu, không có phạt như vậy đâu. Thiên Chúa nào mà ác như thế? Thiên Chúa không có tìm cách mà trừng phạt con người như vậy. Có, đến ngày tận thế cho đến ngày chết thì hậu quả của ai làm thì lúc bây giờ thường phạt công minh. Nhưng mà ở đời này chúng ta đừng giải thích rằng nhiều khi người này người kia gặp gian nan khốn khó đó là hậu quả mà trời phạt. Đó là điểm thứ nhất chúng ta cần phải giải thích và chúng ta cần phải soi sáng. Kẻo có nhiều khi nó như thế này nè, cái người mà chúng ta không ưa thì chúng ta giải thích là cho đáng đời, trời phạt mày cho mày chết đi. Còn cái người mà chúng ta mà thấy đáng thương thì chúng ta lại giải thích rằng là thôi, Chúa gửi thánh giá đến chịu khó mà vác. Chúng ta thấy nó hai cái cách giải thích chưa? Buồn cười chưa? Nghĩa là chúng ta giải thích theo ý của chúng ta, thích thì giải thích nhẹ đi, không thích thì giải thích cho nó trầm trọng ra. Vậy cách giải thích của Chúa là thế nào? Chúa Giêsu hôm nay giải thích cho chúng ta hai vấn đề: nhân tai và thiên tai. Nhân tai đó là con người giết lẫn nhau, Philato giết những người Do Thái. Nhân thiên tai là tháp đổ xuống như động đất đổ xuống. Vậy thì vấn đề thứ nhất,
nếu chuyện mà dự dữ xảy ra trong thế giới này về nhân tai là bởi vì con người làm khổ cho nhau, con người phạm tội ác nên tội ác xảy ra. Tại sao mà cái cô bị dao gà đó mà bị mấy cái thằng nó làm như vậy? Tại sao luật pháp đi vào để trừng trị bây giờ người ta đem ra? Là bởi vì mấy cái thằng đó, đó đều là những thầy nghiện xì ke, nó cần tiền. Gốc rễ bây giờ nó trả lời trước tòa án nó như vậy: tôi hành động với cái điều đó là bởi vì tôi cần tiền và tôi muốn thỏa mãn thú tính của tôi. Nó trả lời như vậy trước tòa án, và cái bà Yến thì lại trả lời rằng đó là hậu quả của cái cô này. Anh chị em thấy nó ngược nhau chưa? Thủ phạm nhìn nhận tội của mình, trong khi người khác giải thích ngược ra. Và anh chị em rất thân mến, chúng ta có kinh nghiệm về sự ác, về nhân tai trong thế giới này. Nhiều người trong chúng ta là nạn nhân của con người khác độc ác, tham lam, gian trá, rảo trá. Tội đến từ con người, và chính tội đó làm cho con người khổ. Nên gốc rễ của tội là chính con người tạo ra. Chúng ta phải chinh phục lòng mình và lòng người để tội ác bớt xảy ra trong thế giới này. Anh chị em có đồng ý với tôi không? Tôi hỏi anh chị em, nếu về phương diện quả báo tội của người đó, như bà Yến bà giải thích, tại vì trước làm ác bây giờ ác, lạ ghê đó. Nếu mà ác làm ác thì nó xảy ra với nhiều người, và chuyện này xảy ra thường xuyên trong lịch sử. Anh chị em có đồng ý với tôi không? Tôi nhận xét thấy này, khoảng chừng thập niên từ thế kỷ thứ 21, tức là tính từ năm khoảng chừng năm 2000 đi, năm nay là năm 2019, tức là trong 20 năm qua, bắt đầu chúng ta bước vào thế kỷ thứ 21. Trước năm 2000, nếu anh chị em đọc trên báo chí và chúng ta theo dõi tình hình một tí, thì tôi thấy điều này, dường như tội ác con người càng ngày càng gia tăng, và tội ác con người càng ngày càng độc địa. Ai đồng ý giơ tay em xem nào. Giải thích sao về cái chuyện này? Là bởi lòng con người càng ngày càng độc ác. Và vì thế anh chị em biết không, nhiều nhà giáo dục nói thế này: cái tội ác bây giờ, những cái kẻ mà nó giết người đem ra xử tử để làm gương cho những kẻ khác, để họ khỏi mà giết người như vậy, không có đâu. Anh không có xử tử đứa đó, đứa khác nó sợ, nó không giết người đâu, không có đâu. Vì nó giết người, thằng này nó giết vì nó có mục đích của nó, thằng kia nó giết nó có mục đích của nó, tội ác vẫn gia tăng. Không phải anh xử tử đứa này bớt tội ác, nhưng điều quan trọng là anh phải hoán cải lòng người, gốc rễ ở trong lòng người. Nếu lòng người không có được sửa thì tội ác vẫn cứ gia tăng. Do vậy cái vấn đề là lòng người, và nếu lòng người không hoán cải, không sửa, tội ác sẽ đầy rẫy khắp nơi. Và vì vậy tội nhân tai là của con người, con người phạm tội và con người đưa đến hậu quả sự ác cho nhau. Về thiên tai, Chúa Giêsu hôm nay cũng không phải là bởi cái người chết đó, cái người bị tháp đổ đó là tội họ, không. Thiên tai để nói lên cái gì? Thế giới của chúng ta đây hiện nay đã từ là động đất rồi sóng bão rồi bão bùng rồi đủ thứ lụt lội là cái gì? Thế giới của chúng ta chưa hoàn chỉnh. Chúng ta được Chúa dựng nên để chinh phục thế giới này, và chúng ta khắc phục nó để biến nó tốt hơn. Có một cái điều chúng ta phải công nhận với nhau là thế này: thế giới này từ tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã dựng nó nên như vậy. Đất thì nó vẫn là đất, đất nó không có thể là cái khác, nó vẫn là như vậy thôi, vẫn là như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy thế giới này mỗi ngày một đẹp. Anh chị em có biết tôi là dân xóm mới này, sinh ra ở xóm mới này, toàn cái vùng xóm mới này tôi thuộc hết đấy cả. Ở cái dốc An Nhơn này này, ngày xưa tôi còn bé, bố ai mà dám đi xuống cái dốc An Nhơn đâu, vắng hoe vắng hết, sợ bỏ bố đi,
vắng vô cùng là vắng. Bây giờ có đời thuở nào đi xuống dốc An Nhơn mà kẹt xe bao giờ, cứ giống như Sài Gòn đó. Kẹt xe cái dốc An Nhơn này này. Có bao giờ nghĩ cái dốc An Nhơn này, này ngày nay, cách đây 40 năm từ hồi giải phóng, không ai dám đi đường vắng hoe vắng hoét mà bây giờ kẹt xe. Sao? Con người làm ra. Con người này, con người xây dựng. Chính bàn tay của con người làm nên thế giới này. Chả có gì, xóm mới này chả có gì. Đất ngày xưa cũng như thế, triệu năm trước nó cũng như thế, rồi chúng ta chết triệu năm sau nó cũng như thế. Nhưng mà bộ mặt nó mỗi ngày mỗi thay đổi là giờ bởi chúng ta. Nhưng anh chị em rất thân mến, cũng chính chúng ta xây dựng. Nhưng nếu lòng chúng ta không có, cũng chính chúng ta phá đổ. Trên thế giới này chiến tranh loạn lạc khắp nơi hết. Chính con người dùng cái sáng kiến của mình, thay vì xây dựng thì con người lại dùng những cái sáng kiến của mình để phá đổ. Và tại sao trong thế giới này người ta cứ dọa dẫm nhau suốt, hết bom nguyên tử hạt nhân rồi đến bom hóa học, bom vi trùng, đủ thứ tất cả. Tại sao vậy? Làm sao con người có thể nghĩ ra bom hạt nhân nếu không có đầu óc của mình tốt? Làm sao mà nghĩ ra được? Làm sao con người có thể nghĩ ra bom hóa học, bom vi trùng để giết hàng loạt người? Không phải giết một nhóm người mà giết cả hàng triệu người thì mới sướng. Chúng ta không thể tưởng tượng được. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết chinh phục con người, biết chinh phục lòng người. Và chính chúng ta phải dùng những cái gì Chúa ban cho chúng ta để kiến tạo thế giới này. Và vì thế xin Chúa cho chúng ta khám phá ra cái gốc rễ của vấn đề, để rồi mỗi chúng ta sẽ kiến tạo nên thế giới này bằng chính nỗ lực của mỗi chúng ta. Hoán cải tâm hồn, thay đổi đời sống, thay đổi cái nhìn, và đặc biệt là thay đổi tâm hồn của chúng ta. Và như thế chúng ta xứng đáng bước vào trong mùa chay thánh này với một tâm hồn thanh thoát và đổi mới. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.